muốn hỏi các bạn một câu hỏi vui, là các bạn có phải là fan bự của các series phim truyền hình dài tập hay không? Nếu có thì hẳn là các bạn sẽ để ý thấy phần lớn nội dung của chúng thường xoay quanh các thời điểm các gia đình có thay đổi lớn về tài chính. Trên thực tế thì các chương trình này tập trung vào các mâu thuẫn trong khi gia đình đang làm kinh doanh cùng nhau. Các bạn có thể xem chương trình Dallas để hiểu rõ thêm điều tôi nói đến. Tất nhiên là hy vọng là các bạn sẽ không vướng phải những rắc rối cực đoan như trong chương trình này. Tuy nhiên thì khi các thành viên trong gia đình cùng mở công ty, rất dễ nảy sinh vấn đề thường xoay quanh về ý tưởng và kỳ vọng. Trong bài học ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một số ý tưởng để giúp các bạn quản lý mâu thuẫn có thể xảy ra trong khi làm việc với gia đình hoặc bạn bè, từ đó đảm bảo năng suất và hy vọng là cả hòa bình ở nhà nữa. Hãy lưu ý rằng chỉ có đối thoại mới giải quyết được mâu thuẫn. Không chỉ vậy, có thể các bạn đã nghĩ đến giải pháp này nhưng thực hiện việc này một cách hợp lý và theo hệ thống mới là chìa khóa để bạn thành công. Trước hết, hãy bắt đầu với mục tiêu của việc xác định mâu thuẫn thực sự để đảm bảo mọi người hiểu được chính xác mâu thuẫn này là gì. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất nhiều mâu thuẫn bị kéo dài vì mọi người có các quan điểm khác nhau. Hãy hỏi mọi người, điều gì sẽ giúp giải quyết được vấn đề? Hãy đảm bảo rằng tất cả mọi người đều lên tiếng, nhất là đứng từ quan điểm của họ. Ở giai đoạn này thì các bạn không nên đưa ra phán xét mà tìm ra các điểm chung trong các câu trả lời nhận được. Có thể là xem xét liệu các điểm chung này có thể đưa ra được giải pháp hay không. Nếu không, hãy cùng chuyển sang bước tiếp theo là tiếp tục lắng nghe những ý kiến khác và lặp lại bước xây dựng giải pháp từ các ý kiến đó. Khi bạn đang điều hành buổi thảo luận như thế này, hãy giữ vị trí trung lập để có thể điều khiển tranh luận hiệu quả và tránh kích thích phản ứng cực đoan từ gia đình và bạn bè. Các bạn nên nhận biết được cảm xúc của các thành viên, tuy nhiên hãy hướng tập trung vào hành động cần thiết để giải quyết vấn đề. Cùng nhau tìm ra sự thỏa thuận và hãy để các thành viên thoải mái bầu ra hướng đi hợp lý. Có thể sử dụng phương án 1 là không đồng ý, 2 là trung lập và 3 là họ đồng ý hoàn toàn với giải pháp này. Tất nhiên là hãy kỳ vọng đạt được tất cả vote số 3, nhưng chắc chắn là không nên bỏ qua những ý kiến vote số 1. Khi giải pháp vẫn chưa thể tìm ra, người chịu trách nhiệm cuối cùng đưa ra quyết định nên vào cuộc. Lúc này hãy để tâm tới những người không đồng ý tới giải pháp, hãy đảm bảo họ vẫn được trân trọng và giúp họ vượt qua các vấn đề có liên quan từ giải pháp để bảo vệ họ, cũng như mối quan hệ trong kinh doanh. Dưới đây là một số bí quyết chung để cùng gia đình và bạn bè vượt qua khủng hoảng. Đầu tiên là đừng trì hoãn thảo luận. Tin xấu để lâu sẽ như sữa quá hạn vậy. Bỏ qua các mâu thuẫn có thể dẫn tới kết quả gây ảnh hưởng đến năng suất của công việc, trong đó có cả gia tăng các mâu thuẫn khác. Hơn nữa, tránh đổ lỗi, việc này cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc và gia tăng các vấn đề khác. Luôn nhớ rằng các bạn cần thành công hay thất bại cùng nhau. Và cuối cùng, hãy khiến mâu thuẫn trở thành một kinh nghiệm học hỏi. Hãy đảm bảo bạn học một điều gì đó sau mỗi vấn đề.